Rồi em chào tất cả anh em, ơi. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc nha. Cái này cũng chiều anh em ơi, cũng gần 5 giờ rồi. Mấy anh em thợ nhiệt tình làm tiếp một chút nữa là cũng ai cũng hết giờ về nghỉ ngơi với vợ anh em ơi. Về chơi với vợ phải không Phụng? Về chơi với vợ. Bữa nay chơi vợ bữa đi chứ ra vuông mình ngủ hoài là không ổn đâu Phụng ơi. Tình hình không xong. Để chơi khác quá cái thằng. Bây giờ để em với Phụng để em quay lại cái máy S75 NS75 chuỗi nãy em có lên déo nè. NS75 này ngoại hình thì nó xấu nữa nè, nói chung là bạc đạn. NS75 bạc đạn, bạc đạn đề. À anh Phụng ơi, anh Phụng giang hồ đó, bạc đạn đề nha anh em. Cái ngoại hình thì nó gì nè, trên cái boe thì nó người ta có boe có cái nắp chụp em ở này thiết kế trong cái gì em không hiểu, nhưng mà nó có, em không biết này nằm trong gì anh em, nhưng mà nó có nguyên cái ống hơi vậy nè, ở dưới cái bô nó bên lớn rồi nè, cái bô mà khi đóng chân nện thì gắn cái ống cái bô không được, cái bô chắc nằm như đây vậy nè anh em đó. Còn ngoại hình thì nó hơi xét xét vậy nè, anh em nhìn kỹ giùm em ha, nó hơi xét xét, nhưng mà máy móc thì em bảo đảm anh em là zin nguyên chỉnh luôn, zin toàn tập luôn á. Cái này là hồi nãy mình có làm gì không Phụng? Nãy có xây chút bắp gì không? Không có gì dân không hả? Ủa tiên, nó sắc sét mà nó lợi hại nha anh em. Mặt cam trước đó thì nó chưa có bị nổ nước sơn ha. Chưa nổ nước sơn, còn số CD của này em thấy nè. Có để nè, NS75T8256 38. Anh em dòm giùm em ha. Đó, cái số đó là cái số CG dưới cái mã lực của cái máy luôn. Thông thường em nhớ là cái số trước với số sau là nó bị trùng. Còn cái thùng dầu nó cũng ngộ nha anh em. Thùng dầu này thì nó hơi dơ tí xíu nhưng mà cái có bao lớn. Lực có bao lớn, lực giống như cái máy xăng mình vậy đó. Nó nhờ máy đem lau lau cái này giùm nha. À, nó có cái lỗ bao lớn hay là nó thâu dầu em không biết nữa, nhưng mà cái lực có bao lớn. Bình dầu thì không lủng nha anh em. Dầu không đúng, ở trong còn sáng lắm. Vì cái điện thoại em với cái ánh sáng nó không có đủ, em không có quay được cho anh em nha. Rồi để em quay góc này. Đó. Cái này NS75 ở đây thì cái lốc chỗ này cực kỳ đẹp luôn nè. Đó. Dây nhợ này nó chằn chịt Phụng nãy giờ đang tính kéo ra thử test đề cho anh em coi. Có bánh chấn thì bánh chấn găng chuyên về dòng đề nha anh em. Cái này dường như cái dòng tua có mấy thằng bánh trứng mỏng này là tua rất nhanh nha anh em. Cái dòng tua này nó tới 2.500 đến 2.700 là nó nhanh hơn tới 300 vòng trên 1 phút so với những cái bánh trứng dày nha anh em. Bánh trứng dày bình thường là dòng này 2.400 nè. Nếu mà nó bánh trứng dày á, còn bánh trứng đề thì cái này dòng tua nó tới 2.700 nè. Cái này chạy rất là giọt ha. Nếu mà cùng công suất máy anh ở tới 5 mà bánh trứng dày thì chạy không lại này nha anh em. Còn cái buli thì buli zin đó vậy nè, hơi sắc sét đó, anh em nhìn kỹ giùm em nha. Còn gác nước thì rất là ok, gác nước rất là đẹp. Cái này số CG nãy em đọc nó có trùng ở trước không, em thấy mờ mờ nha anh em. Không còn thấy cái đuôi đằng sau dường như là 37 nè. Mà máy này anh em an tâm là chắc không có lộn với ai được. Có nhiều bà con thắc mắc nói Thắng ơi, mày quay rồi mày nên nhớ đọc cái số CG để anh em nhiều khi người ta không có bị lộn. Anh em nhìn cái coi nhớt nè. Đó, cái coi nhớt nó là nó còn rất là sáng luôn nè. Chỉ có em nghĩ là cái máy này ở ngoài bãi người ta để cái thời gian dài nên mới có tình trạng là nó sét gì nha anh em. Chứ cái máy thì em nghĩ là rất ít xài. Chứ cái máy mà anh em để ý anh em xài nhiều thì nó bị sét cái con này. Rồi nhờ em test em đề cho bà con mình coi với Phụng. Cái này thích hợp cho mình đi xa, mình để đi trên xe này kia, mình không có nhà thì nhờ vợ không đó là con cái gì thay vì quay này mình đề cũng được anh em. Hoặc là thiết kế trên những cái đầu máy mà anh em cảm thấy mà nó phù hợp với công việc của mình á, nó đề nó rất là tiện. Cái bình có bao lớn nè anh em, nhưng mà cái bình này là bình hư nữa nè, bình có mấy cái bình xịt điện, anh lấy ra Phụng lấy ra thử cho anh em á. nãy mà ảnh giật của em rồi, bây giờ em phải câu lại.
Nó dính rồi, chắc chiều tay cung rồi, nhớ vợ tay cung rồi anh em ơi. Không phải, thiếu vụ á. Thiếu vụ hả? Thiếu vụ anh em. Ổng đang phụng nó ra đây chưa, có ngày nào em đẩy nó nhậu cho em quay. Làm như cái câu này nó nhắc em cái gì nè. Thở lại dính cho nó ăn điện cái thở. Người ta cái mấy anh giật hết trơn rồi. Bóp còi mà nè. Vậy là góc lề nó còn nó cũng vậy nhưng mà nó lề rất là nhảy anh em. Mấy gầm cây gì nè. Bụng nó phát hiện ra cái chỗ đề này chứ gặp em mà nãy em thấy quấn chùm dây là bí. Về phần máy thì nói chung em nói anh em là máy zin toàn tập chạy còn rất là bốc, chỉ có ngoại hình là nó hơi xét nha anh em. Với cái này là cái miếng đậy con heo nó còn nè anh em ơi. Tại cái thao tác khi mình rửa thì mình phải mở ra mình rửa trong nó mới dễ. Này cũng chùi sơ, này chùi lau dầu chưa có trà cho nó bóng lại ha. Thì ngoại hình nó cũng tương đối vậy đó. Rồi em báo giá trực tiếp cho anh em luôn ha. Cái máy này em tính anh em là 5,5 triệu nha anh em. NS 75 ngoại hình hay 6 tí em tính anh em 5,5 triệu ha. Tiền ship thì 400.000. Anh em cũng như bà con cô bác nào mà nhắm có mua được ấy, thì alo em. Cái số điện thoại em có để trên màn hình. Thử không? Em test thử một cái nữa đi. Em cũng test lại một cái cho bà con mình coi ha. Nãy giờ anh làm. Nãy giờ anh tính về chứ. Đó, anh làm đi vậy đó anh em. Chưa ra miếng khối nữa nè. Rồi em xin báo giá lại lần nữa ha. Cái máy này em tính anh em NS 75 bạc đạn gió. Ngoại hình hơi xấu, em tính anh em là 5,5 triệu. Còn tiền ship là 400.000 nha anh em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Cho em gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em mình đã xem hết video này của em. Còn anh em cũng như bà con cô bác nào muốn cập nhật thêm về máy á, máy dầu máy nổ bên cửa hàng em đang bán á, thì nhờ anh em với cô chú vui lòng vào kênh Tìm Sắt Đất Thắng đăng ký giùm em ha. Thì khi em có đăng lên một cái dòng máy nào thì anh em cũng như bà con mình sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất. Còn em chào tạm biệt cô bác bà con.